Xin chào quý vị và các bạn, Toyota Tân Cảng vừa mới về một mẫu xe Toyota VSG đời 2019 mang bản số tại Kiên Giang. Và hiện tại mẫu xe này thì mới chạy có 10.500 cây thôi. Đây, xe đang ở trong kho của Toyota Tân Cảng đây. Hiện tại thì mẫu xe này cái chất lượng còn rất là đẹp nha quý vị. Màu thì quý vị quan sát là màu trắng đây. Thời gian qua thì cũng có rất là nhiều quý vị khách hàng hỏi về những cái mẫu VS màu trắng này. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem thử là cái chất lượng của mẫu xe này như thế nào. Và hiện tại là tháng 10 2020, mẫu xe này được định giá bao nhiêu. Còn hiện tại Toyota Tân Cảng chúng tôi cũng đang có nhu cầu thu rất là nhiều mẫu xe cũ khác nhau với cái mức giá rất là hợp lý. Và theo thấy thì cái giá này là giá chúng tôi thu xe cũ vào, thì cái giá nếu mà một mẫu xe chất lượng thì chúng tôi thu giá có thể là tốt nhất thị trường quý vị. Vì vậy quý vị có nhu cầu bán những cái mẫu xe cũ của mình, vui lòng liên hệ hotline để chúng tôi có thể tư vấn và xem xe quý vị để định giá xe quý vị cái giá tốt nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết mẫu xe Toyota VSG đời 2019 chạy 10.500 km này. Xin mời quý vị. Đây là hiện trạng của em nó nha quý vị. Nếu mà nhìn tổng thể như thế này thì tôi phải nói là nó y như xe mới thôi quý vị, không khác gì hết. Phải nói là xe chất lượng còn rất đẹp, 2019 bảo hành tới 2022. Và xe cũ tại Toyota Tân Cảng thì chúng tôi luôn cam kết không tai nạn, không ngập nước, thông qua kiểm tra 176 hạng mục để đem đến cho quý vị những cái chiếc xe chất lượng. Đây, quý vị thấy không? Nhìn xe rất là liền lạc. Và từ nước sơn nè, tới những cái bộ đèn nè, những cái bộ ga lăng phía trước nè, phải nói là cái chất lượng của xe phải nói là y như xe mới nha quý vị. Đây, nè quý vị nè, nhìn bên phải nè, hồi nãy mình nhìn bên trái rồi, phải nói là xe rất là liền lạc. Đây, bộ lốp này quý vị, 2019. Còn kế bên đây là mẫu Corolla Cross, một mẫu xe rất là hot trên thị trường. Nên quý vị có nhu cầu về những cái mẫu này thì cứ liên hệ với tôi sẽ tư vấn quý vị. Đây là phiên bản hybrid nha quý vị. Thôi, chúng ta trở lại với mẫu xe cũ của mình đi. Đây, phía ngoài thì đã có dán phim nè, có che cửa nè, ở đây thì chưa có cái che mưa. Nếu quý vị cần thì có thể gắn thêm, cái này thì không bao nhiêu tiền hết. Để đóng mở cửa cho quý vị nghe luôn ha. Đó, cửa đóng rất là chắc chắn. Đó, rất là chắc chắn quý vị. Đây, bộ mâm phía sau này còn y cái chỉ lốp này quý vị. Đó, rãnh lốp thì rất là sâu, mâm thì không có trầy xước gì hết. Đó, xe này là chưa Maru nha quý vị, chưa được làm đẹp theo công nghệ Marukuri. Nè, phía sau là có camera da nè, có dưới là có cảm biến da nè, ký hiệu là VSG đây. Đó, ok không quý vị? Đó, đây bộ mầm lốp phía sau đây rất mượt mà phải không quý vị? Nói chung phải nói là chất lượng về phần ngoại thất á thì phải nói là đẹp. Đây, vào bên trong coi như thế nào nha quý vị. Đây, đây từ bảng thiết bị cửa phía trước nè, rồi trong khoang nè, không gian hàng ghế phía trước đây, rồi số km. Nói chung là tôi nói quý vị là y như xe mới thôi. Ghế này màu kem là màu chủ đạo, nên nhìn trong xe rất là sáng nè, những hộp số nè, hệ thống điều hòa tự động nè, DVD nè, DVD Pioneer quý vị, một đầu DVD cho chất lượng âm thanh rất là hay. Quý vị thấy không, mình thử mình nổ máy luôn nha quý vị, lát nữa mình ra mình khám phá khoang động cơ luôn. Đó, 10.565 km. Đó, máy nổ rồi đó quý vị. Để mở cái nắp capo phía trước, chậm nữa mình ra mình khám phá khoang động cơ luôn. Đó, và hàng ghế phía sau đi quý vị. Đây, bấm thiết bị cửa đây. Nói chung là y như xe mới nha quý vị. Đây, sàn xe này chưa được làm đẹp nhưng mà chỉ có bấm
một số vết bẩn nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể. Còn rất là sạch sẽ từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau nè, rồi trần xe nè, quý vị quan sát tổng thể lại phía trên nè. Phải nói là đẹp lung linh. Rồi đóng cửa lại quý vị, ra phía sau đi quý vị. Đây không gian cốp sau đây đó, phải nói là rất rộng rãi nha quý vị. Quý vị có thể quan sát cái tổng thể cái cốp sau này, dưới là lớp sơ cua nha quý vị. Đây lớp sơ cua chưa lăn bánh đây nè quý vị nè, thấy không đó. Ổn không quý vị? Quá ổn phải không quý vị? Đây nè, mình quan sát lại cái ghế bên trong này đó. Rồi bảng tắp đi cửa này, xe này chưa dọn nên quý vị có thể thấy là một số chai nước còn của chủ nhân cũ sử dụng á, còn để trên cái tắp đi cửa nha quý vị. Đây thì chúng tôi tiến hành dọn vệ sinh thì sẽ tiến hành dọn dẹp sạch sẽ hết những cái đèn cái này đây. Rồi mình ra phía trước mình coi cái phần không gian động cơ phía trước luôn nha quý vị. Đây tổng thể khoang động cơ đây quý vị. Đó. Đầu tiên thì quý vị có thể nhìn tổng quan về cái khoang động cơ này. Phải nói là mặc dù nó hơi bẩn nhưng mà quý vị có thể thấy là cái khoang động cơ này á, nhìn nó cũng còn rất là sạch sẽ. Đây là bẩn là do trong quá trình mình sử dụng thôi. Mình đi thì mùa này mùa mưa ở miền Nam nữa thì đi đường nó sẽ dơ, nó bắn lên đây. Thì sau này mình được làm đẹp theo công nghệ Maruguri thì cái này nó sẽ sạch bong rồi. Giống như nhiều cái xe mà tôi đã quay cho quý vị coi. Quan trọng nhất trái tim lên đây quý vị. Đó. Quý vị hãy lắng nghe cái tiếng nổ của khoang động cơ ha. Nổ rất giòn, đều và rất là êm ái. Quý vị nghe đi. Nổ rất là giòn đúng không ạ? Sau khi đóng nắp capo lại á thì quý vị phải nói là nghe cái tiếng động cơ của xe còn rất là nhỏ rồi quý vị. Đó. Nếu mà quý vị ngồi trong xe thì hầu như là không nghe được cái tiếng nổ của khoang động cơ rồi đâu. Hiện tại mẫu xe Toyota VSG đời 2019 này được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 530 triệu đồng. Quý vị quan tâm mời ghé trực tiếp xem xe đi. Còn về giá cả thì chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Quý vị có nhu cầu hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng gọi hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.